Đây là quả súng bất dận nhất. Quả súng này thì các bạn phải biết được căn thăm minh, các bạn ném thăm minh sai các bạn chết. Hoặc là có một thằng nhá ở đây, hoặc là đội bạn đánh full bom CB. Các bạn có một thằng bạn nhá ở đây xong các bạn vào địch vào thì các bạn phải ném luôn. Đây quả này mình sẽ dạy cho. Nhưng quan trọng nhất là cái quả này phải ném. Ném như thế nào? Các bạn hiểu không? Phải ném như thế nào? Cái trò này thì cũng rất là mất dạy, nhưng các bạn phải biết ném thăm minh nó như thế nào. Đây các bạn nhìn này. Đây là một cái, nói nào nhỉ? Cái ô này, đây là cái ô thứ hai. Đây là ô thứ nhất này, đúng không? Đây là cái viên đá thứ hai. Đây nhá, các bạn nhìn nhá, viên đá nhá. Đây là ô tròn thứ nhất đây. Đây là cái ô tròn ở mép tường nó bị dẹp rồi. Cái ô tròn này, một này, ô tròn thứ hai này. Nhìn thấy chưa? Ô tròn thứ hai. Đây các bạn đặt tâm vào đoạn giữa ô tròn thứ hai, nhưng mà ở đoạn dưới, dưới của giữa. Nghĩa đây này, cái vòng tròn của nó như này này. Đấy, đây là cái vòng tròn của nó. Các bạn nhìn thấy không? Vòng tròn của nó đây. Thì nó ở phần dưới của vòng tròn, dưới cùng của vòng tròn. Đấy. Dưới cùng của vòng tròn. Xong các bạn thấy có một viên đá màu xanh không? Viên này màu xanh khác một tí, đúng không? Viên đầu bầy này là một viên nó xanh đậm hơn so với những viên còn lại. Đây. Đấy, viên màu xanh. Các bạn để tâm ở giữa cái viên màu xanh này. Các bạn ném. Đấy. Hay không? Úi xời, thấy không? Địch đi qua. Các bạn cứ nhìn thấy chân địch, địch sẽ có nhìn thấy các bạn. Đấy. Đây, mình ví dụ mình là thằng địch chạy qua. Rất khó không nhìn thấy gì cả. Các bạn sẽ nhìn thấy chân của nó trước rất nhiều. Cái trò này là một trò của bọn VC Gaming hôm trước nó dùng với bọn Nip. Khá là hay. Hại não tệ hết đấy. Nhưng mà mất dạy. On way, đúng là on way thật. Nên đây là mình mới học được.